Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay chúng ta có một cái em dragon rất là đẹp luôn. Phải nói rằng HNT vừa up nó thành công trong trong cái chuồng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đưa anh ấy vào một cái khu vực mới nha. Con này là đẳng cấp Legend và nó có 4 chiêu, tên nó là Holy. Holy các bạn à. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp cũng như là sức mạnh của Holy nha. Mình sẽ cho nó lên level, nâng cho nó lên một cái tầm cao mới luôn. Và level 7 thì chú ấy mới biến hình, một thân hình vô cùng nóng bỏng luôn các bạn à. Mình sẽ cho nó lên level 15 để nó có thể giải tỏa sức mạnh đến từ 4 chiêu cho 16 luôn. Và hai ta sẽ đặt tên cho nó là Holy Dragon. Rồng Holy các bạn ơi, nhìn rất là đẹp và mình rất là kết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mang chú ấy đi chiến đấu cho các bạn xem nha. Đây. Wow, và cho các bạn biết một điều luôn, đó chính là chúng ta hiện tại đó là mình đang cố gắng để đưa cho các em này. Đây, lấy chìa khóa cho các em này. Để lấy được chiếc chìa khóa mở cửa cái con này thì chúng ta cần phải tốn một cái khoảng thời gian vất vả gian lao mới đưa được cái em này đi về nhà. Đây, đưa được em này về nhà mới lấy được cái chiếc chìa khóa các bạn à. Wow, được cái rương, mở rương xem, chín mảnh luôn, ngon thế. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thôi, chín lần nữa mới 9 x 3 đi, 9 x 3 27, tốn khoảng 2k7 coi nữa chúng ta mới lấy được cái chiếc chìa khóa thôi. Và để lấy được cái em này chúng ta còn phải rất là vất vả luôn đấy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đưa cái em đẳng cấp Holy đi chiến đấu nè. Đằng này thì cho cái con bánh kem này ở nhà nó nghỉ ngơi xíu nha mọi người. Đẳng cấp Legend level 17. Cái bé Holy của anh trốn đâu rồi? Đây, Dragon Holy Action. Chúng ta sẽ chiến đấu một anh bạn level 71. Wow, xem nào. Wow, bây giờ chúng ta đang gặp ba con Heroic mới bước vào thôi. Seiji tem bạn nó lao thẳng vào quất mình một phát khá là đau. Anh ta vẫn giữ gìn bình tĩnh. Lượng sát thương khá là cao đến từ cái con Seiji này. Mà không sao, anh ta sẽ tìm cách để lách qua lạng lại, vượt qua cái sự khó khăn đến từ tem bạn. Wow, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký kênh nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên. Thì khi HNT ra video hoặc livestream thì các bạn sẽ được nhận thông báo vào chơi với anh cho vui. Wow, và đừng quên like và chia sẻ video qua Facebook ủng hộ anh với. Còn bây giờ thì hiện tại chúng ta đang gặp một cái tình huống vô cùng khó khăn. Bé Holy sẽ ra biểu diễn khả năng của mình đi. Mặc dù là không phải cái dạng hộ báo lắm, nhưng mà theo anh nghĩ thì cái con bé này nó cũng quánh được chút xíu. Tung chiêu nào. Tuyệt kỹ của chú ấy là phóng điện các bạn à. Oh my god, tem bạn đã quýnh mình không cần suy nghĩ luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy khủng long bạo chúa ra chơi khô máu luôn đây. Với tuyệt kỹ tuyệt chiêu đất HNT đã luyện thành công trong lò bát quái thì sát thương của khủng long anh không phải dạng vừa đâu. Wow, dứt điểm. Một em đó ra đi. Và bây giờ chúng ta đang đối phó với một cái thành viên, đó chính là thuyền trưởng. Và dường như hai anh đây không cầm cự nổi với cái con thuyền trưởng này rồi.
gọi là một cái sự gắt gao không hề nhẹ. Chắc có lẽ chúng ta sẽ lấy con thuyền trưởng đi trị con thuyền trưởng thôi, chứ mình lấy cái con kia mình trị không được. Rồi lần này thì để xem hồ ly cố lên nào, gồng gồng sức mạnh lên để mà chiến đấu chứ hả. Tại sao không cho mình đánh trước? What the hell, thiệt là con này nó cứ đánh trước hoài à, chơi gian quá man. Đánh trước nè, cái tội phải đánh trước nè. Ok, quấn anh hoài buồn ghê luôn ấy. Rồi bây giờ thì anh sẽ bắt xe ù. Những cái chiêu anh đã được luyện trong lò bát quái rất là mạnh luôn, chỉ có điều level anh thấp xíu thôi, nhưng mà sát thương anh rất là cao. Ai da, trời ơi cái gì vậy, con này nó quýnh gì mà thốn vậy. Hình như này cái này nó sai sai cái gì đó các bạn ạ. À, nó quýnh mình rồi là không thương tiếc luôn. Đem con này nó theo nó còn thảm bại hơn nữa luôn kìa. Anh không nghĩ là ba con này nó lại gây sự gọi là khó dễ với anh như vậy. Tính ra con trâu nó còn có lợi ít hơn là cái con này luôn á. Bây giờ thì hai người ta biết được một điều, đó là mình nên vượt qua được cái cửa này trước đi rồi tính sau. Chứ hiện tại là chúng ta không qua được luôn các bạn ơi. Bật cái khiên lên luôn á. Lần này là bức xúc rồi, là tới nóc rồi. Không nghĩ một cái đội hình như vậy mà nó ngăn cản mình được. Giải quyết mấy chú với tốc độ luôn. Anh là khi mà một khi bức xúc lên rồi là anh cưng cả thế giới luôn á. Đây, tiếp theo là tới cái em thuyền trưởng đúng không? Thuyền trưởng hả, thuyền trưởng? Nhẹ nhàng luôn các bạn à, chúng ta quýnh chừng hai cái là tên bạn tự giác sát mà văng luôn. Không cần. Rồi lúc nãy sao nó dập mình bấy sấy ghê dưới vậy ta? Ôi cái này anh chỉ có hai con thôi đó, hai con của anh mà quýnh cơ. Một hit luôn, siêu trâu mập, chỉ một nhát một hạ gục thành công. Cái gì đâu mà cho quýnh được có 5 trận vậy luôn á hả? À đúng rồi, còn thêm được, ít ra phải vậy chứ. Vượt qua được cái thử thách khó khăn gian khổ này mà nó không cho mình đi lấy cái con đẳng cấp legend của mình đi múa cho các bạn xem là không được rồi. Đâu rồi? Level 17. Ôi mới quýnh mấy trận nó mất tích luôn rồi mẹ. Để anh đi tìm lại cái con đó đây. Đây rồi. Holy Day. Hiện tại là hắn ta đã để dành được 73 game rồi. Mấy cái viên game trong cái game này cực kỳ khó kiếm luôn. Đây là dragon cá Cassia, một cái con hệ nước. Siêu châu mập của anh sau khi tăng được 20%, dường như cái sức mạnh của nó kinh khủng. Mới mở cái khiên lên thôi các bạn ơi, quánh y như là bất bại vậy, không ai làm gì được chú ấy luôn. Trời ơi, một mình con trâu mà nó cân ba luôn, ớn thiệt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái bé Holiday của chúng ta, Holiday phun điện. Na 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 na, xem nào, mới level 17 thôi, chắc chắn là sẽ bị cái con này ăn hiếp. Nhưng mà chúng ta đã để lại một cái ấn tượng tuyệt vời. Trước khi tắt thở là phải chơi khô máu luôn. Rồi bây giờ sẽ đến khủng long. Và anh biết một điều rằng dường như cái con này nó đựng đam với anh 40.000 máu. Nó dậm thêm một cái nữa là lên dễ với nó liền. Chỉ mới ở khu vực level 70 thôi, nhưng mà những con dragon ở đây rất là mạnh. Rồi chúng ta vừa gọi là tiễn đưa tem bạn thành công. Bây giờ mình xin phép đổi một xíu, mình sẽ nhờ con kinh công đi, không đem cái con gọi là trâu nữa. Chúng ta đem con công ra đánh cho vui. Wow, level 43 con luôn cơ. Oh my god, mấy bạn này làm như rất là giàu có về thức ăn.
cho mấy con này ăn ngập mặt luôn hay sao ấy, nó vừa cao quá chừng cao. 15.000 thì hồ ly chắc đâm không nổi đâu, con hồ ly của anh nó là nó gọi là ốm nhôm nhách nhỏ xíu à. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho hai con công gẹo nhau. Na, xem nào, 27 và tem bạn đang phản đòn lại là 21. Out of time. Wow, kinh công mình vẫn còn hơn máu kinh công tem bạn chút xíu. Bây giờ cái tình huống này nó hơi căng não một chút đây. Tình huống này nó căng não xíu đây. Cái con này có cái chiêu này nó down với cái con khủng long của anh. Mà cái con khủng long của anh đó mà nó mà chết đó là mệt. Mà cái con hồ ly này sẽ không đủ đam. Bây giờ quýnh sao đây? Thiệt là hắc não anh quá. Cho kinh công ra thì con này chắc nó đập con kinh công chết. Đúng là cuộc sống không có nhiều sự lựa chọn hay là chọn lựa rồi. Chúng ta đành phải chơi lèo thôi, chấp nhận hy sinh khủng long bạo chúa các bạn à. Xuống sát luôn, 44k. Và chúng ta không có chiêu nào được đam với cái em Shocky này cả. Ba con level 40 không phải dạng vừa rồi. Quá cay. Ù hên quá chúng ta được hồi. Mình hình như là mình được hồi lại một lượt một mạng, mất hết một game mới có thể vượt qua được cái cửa này. Chứ thiệt là cái cửa này đúng gắt luôn ấy. Rocky 2, 4, 6. Chúng ta còn 6 cửa nữa. À đúng rồi, mình còn đánh được thì phải. Anh tài tử nó không được đánh nữa chứ hả. Nhưng mà rất may vẫn còn chiến được. Phải nói rằng cái con đẳng cấp Legion này nhìn nó khá là đẹp. Đây là bé phù thủy có đôi cánh thiên thần. Rồi, ba bé. Cậu này chắc không ở Việt Nam rồi, thấy đặt tên ba bé kìa. À, 13k. Để xem cái bé hồ ly đam được 13 không chứ hả. 13 nè, 8k8 mà nó ăn uống thiếu chất dinh dưỡng rồi. Lại người ta đây còn tới hai con heroic đẳng cấp level 30 lượt Turan. Sao hôm nay đi đánh ít gặp người Việt Nam thế nha. Wow. Tên bạn đam cao quá, đam quá cao luôn á, không ổn rồi các bạn ơi. Dường như con này nó được đam với anh và dường như là cay thế. Đúng là hai con quýnh không lại ba con heroic các bạn ơi, lại tốn với một viên game nữa. Được có 5 viên thôi mà bây giờ trả nó là hết 3 viên, có 2 viên rồi. Nhìn làm ăn gì lỗ lã quá. Và ở đây thì hiện tại có một các bạn có thể xem quảng cáo để có thể nhận thêm một cái em Dragon mới nha. Gọi là phải xem quảng cáo vừa nhận coi mà vừa nhận Dragon luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ đi làm gì được nữa ta. Ở đây có khu vực arena và dường như là anh có thể cầm cự được ở đây một xíu đấy. Đây con ông già của chúng ta được 4 sao rồi, anh đang cố gắng nâng cho nó lên 5 sao nhưng mà chết rồi. Cái đội hình mình quýnh được mình đi bỏ qua men. Nó mà rảnh nó cho một cái đội hình gọi là sao mà 5 cánh không là chết luôn ấy. Bây giờ hiện tại đang gặp một cái bé Rusi rồng hai sừng với đôi cánh của con bò cạp. Đúng rồi là cái xíu luôn á, đôi cánh mỏng mà nó thật mỏng. Đây cho cái bé tình yêu nhỏ bé của anh ra nè. Phun tim vô mặt tên bạn gây sát thương luôn. Wow, hiện tại đang chơi với bé Ludo. Trâu xì tinh dâu, anh nhớ không lầm là anh đặt nó là trâu xì tinh dâu luôn ấy.
Đang chắc được nổi 38 nghìn. Hiện tại chúng ta đang có một cái con đấu với một con rồng 4 đầu. Wow, vừa đủ luôn. Tên bạn 38 nghìn, chúng ta đang lên 39 nghìn. Gọi là sát thương vừa đủ nữa hả? 40, 39. Thôi bỏ đi. Tên mình chưa có con nào lên level 40 hết. Có hai con dragon có được ngon một ngôi sao. Ở cái khu này là khu vực điện, cho nên khi các bạn đem những con dragon điện vào đây đánh thì chúng ta sẽ được tăng 60% sát thương. Đúng rồi. Ôi chà, mình sao với anh kinh vậy. Anh muốn có 23 rồi, quên anh tới 28 luôn ấy. Đây, cho tình yêu nhỏ bé luôn. Gọi là lửa sẽ hạ được cây. Còn cái con này là quýnh sông chạy đây. Một trong những tuyệt kỹ mà anh rất là khoái xài. Bây giờ nó quýnh nó không chạy được, nó đứng đơ luôn rồi. Tại vì còn có mình nó à, khi mà nó có hai con á, nó có thể chạy vào trong nó trốn được. Một ngôi sao chứ hả, cũng bằng anh đấy, hình như anh cũng được một ngôi sao ấy. Ồ, đây có một con rồng đá quýnh lại không ta. 35 thế anh nghĩ chắc anh đánh không lại đâu. Trận này thì hên xui. Wow, chúng ta đang có một cái bé thổ dân. Lông chim được cắm quanh người à. Và chúng ta đang vác thần lông ra để quậy luôn. Một trong những con dragon được sự kết hợp của 5 con rồng ngũ lông. Bây giờ thì 2 sao hả anh, 4 sao anh quánh với 2 sao rồi. Nó sẽ nhẹ cái nữa nè. Wow, hello. Anh được đam với hello luôn. Chắc chắn là một hit một em. Người sẽ thường đam lên tới 48k. Wow, chúng ta còn được 3 trận nữa luôn ấy. Mà 3 trận này không biết là có đánh được hay không là một cái vấn đề rất là nan giải đây. Ok, chơi. Khi mà mình nhắm cái tay mình mà được đam thì mình mới dám vô được. Đến 40 luôn kìa. Đúng bài luôn, sách vở anh chuẩn bị sẵn rồi. Và các bạn xem video thì đừng quên bấm subscribe kênh HNT Channel nha. Nhớ mở thông báo lên để khi HNT ra video livestream thì anh em sẽ được nhận thông báo và chơi với anh cho vui. Và đừng quên thả like và chia sẻ video qua Facebook ủng hộ anh với. Wow, còn bây giờ đó thì hiện tại anh đang quýnh với cái con Ali luôn. Nghe nhiều thành viên đồn đây là cái con trùm của cái cửa Arena. Vì nó có hình như là hai cái chiêu rất là lạ luôn mà mấy con dragon bình thường không có. Sao xác định liền. Sau một hồi chiến đấu vất vả, kết quả dường như là win toàn tập. Chỉ khác biệt một điều đó là chúng ta đã hy sinh hết em thần long ở cái cửa này rồi. 40 luôn, my god, thôi nhịn đi. Nói gì nói chứ đẳng cấp legend mà level 40 là chúng ta phải nương nhẹ với tem bạn chút xíu. Ui, anh thổ dân cầm kiếm cơ. Cái này là giống như là sống về thời mà gọi là cái thời đồ đá. Nhìn cái kiếm anh đó là anh biết là bằng đá luôn rồi. Ủa mà đam rất là khủng nha. Gõ anh hai cái là lượng máu anh còn có 22 ngàn à.
con này một hit một cái không ta? Thử bá C coi nào. Lên 40 mấy ngàn rồi, họ báo rồi 42 luôn, 41.900 các bạn à. Chuẩn luôn. Bây giờ tới con cá hả? Này là anh hay kêu con này là rồng ăn cá, tại vì nó có một cái, khi mà nó ra chiêu nó cầm một con cá ra nó quấn. Không phải là khi mà vuốt ve đó, khi vuốt ve anh cầm con cá là anh gõ cốc cốc. Còn khi mà ra chiêu thì anh hổ báo hơn chút xíu, là anh sẽ rút trong người ra một chiếc nhẫn và tạo ra một cái luồng sáng rất là kinh khủng luôn. Thôi ba con này là hàng VIP rồi, không đánh được. Ba lăm, ba lăm, ba lăm. Nhìn luôn. Còn cái này thì quốc đại luôn. Còn có một hiệp cuối cùng rồi, chúng ta hết hiệp này là hết chịu nổi rồi. Wow, cảm ơn một thành viên vừa đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì ở 50.000 máu luôn á. Bạn này có 50.000 máu luôn á. Rồi, lưỡi hái tử thần đang được thi triển luôn. Nó quất với một sát thương là 22k. Vẫn giữ bình tĩnh. Mặc dù tắt thở rồi, vẫn giữ bình tĩnh. Hiện tại là còn hai con. Trận này chắc có lẽ là anh sẽ hy sinh quá. Tem bạn nó level cao quá. Trận này chắc có lẽ là không qua khỏi mùa đông năm nay rồi. 23.000, gọi là thất thương quyền của anh quánh vẫn được 23.000. Đẩy luôn. 17. Ui trời, nó còn đúng 21 rồi. Là cái game này không cho, không muốn anh thắng trận cuối các bạn ơi. Nó dùng mọi cách để nó ngăn cản anh luôn. Wow, John và Jim. Ok, và anh em xem video cho anh một like ủng hộ nha. Đừng quên bấm đăng ký kênh với. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Wow, cái rương này anh mở được cái gì đây?